Kính chào quý vị và các bạn. Việt Nam vẫn chưa tiếp nhận khách du lịch nước ngoài trong giai đoạn hiện nay. Thị trường bất động sản Việt Nam đang dư thừa nguồn cung nhà chung và cao cấp. Đáng chú ý, chưa đầy một tuần dừng cách ly xã hội, Hà Nội đã lâm vào cảnh ủn tắc giao thông, không đảm bảo thực hiện chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch Covid-19. Do đó, Hà Nội đề xuất cấm các hàng quán không thiết yếu mở cửa trước 9 giờ sáng. Nhịp sống kinh tế sẽ mở đầu bằng những thông tin thị trường. Sau tuần giãn cách xã hội, sức mua tăng, các siêu thị trong cả nước khuyến mãi thịt lợn, thịt bò, rau củ quả, thực phẩm ăn liền và thực phẩm đông lạnh. Nhiều siêu thị đang có chương trình thịt lợn nhập khẩu với mức giá rẻ hơn thịt trong nước đến 40%. Lợn hơi tại miền Bắc đang ở mức từ 90 đến 95 000 đồng 1 kg. Siêu thị tiếp tục khuyến mãi nhiều thực phẩm tươi sống. Cốt lết lợn nhập giảm còn 125 000 đồng 1 kg, thịt đùi lợn còn 130 000 đồng 1 kg. Giá rau củ quả cũng giảm mạnh, dừa tiện lợi còn 18 500 đồng một quả, xoài có giá 33.000 đồng 1 kg, cải thảo giá 16.000 đồng 1 kg. Vài đầu mùa đã được nhập từ Tây Nguyên về thành phố Hồ Chí Minh với giá rẻ hơn các năm trước khoảng 50 đến 90.000 đồng 1 kg. Vụ vải ở đây thu hoạch sớm hơn một tháng so với các tỉnh phía Bắc, dự kiến giá sẽ còn thấp hơn nữa khi các tỉnh phía Bắc vào vụ. Thương lái thu mua tại vườn với giá chỉ từ 30 đến 35.000 đồng 1 kg, trong khi giá năm ngoái là từ 60 đến 65.000 đồng 1 kg. Khi đóng thùng trở lên Sài Gòn bán, trừ chi phí thì giá khoảng từ 60 đến 65 000 đồng một kg. Năm nay thị trường trầm lắng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thương lái không đến đặt cọc như mọi năm, lượng khách mua giảm đáng kể. Theo cục công nghiệp Bộ Công Thương, do năng lực tiêu thụ khẩu trang vải thấp nên việc tiêu thụ gặp khó khăn. Số liệu của 20 doanh nghiệp cho thấy lượng tồn kho sản phẩm hiện nay lên đến 20 triệu trước, do đó kiến nghị mở đường xuất khẩu mặt hàng này hiện năng lực sản xuất khẩu trang vải lên tới 11 triệu chiếc một ngày. Riêng khẩu trang y tế, năng lực sản xuất cũng được tăng lên, nhưng có vướng mắc do hoạt động mua dự trữ phục vụ phòng dịch trong nước vẫn còn thiếu 14 triệu chiếc trong tổng số 60 triệu chiếc, gây ách tắc toàn bộ hoạt động xuất khẩu khẩu trang nên đề nghị cho doanh nghiệp xuất khẩu. Những ngày gần đây, tại các tuyến phố kinh doanh sầm uất với mặt bằng vốn luôn được các tiểu thương săn lùng tại quận Hoàn Kiếm đang đồng loạt gắn biển cho thuê nhà do khách cũ chấm dứt hợp đồng vì kinh doanh khó khăn trong dịch Covid-19. Với vị trí đắc địa, các căn mặt tiền luôn có giá cho thuê khoảng từ 180 đến 220 triệu đồng một tháng với thời hạn từ 3 đến 5 năm, thì nay hạ xuống 65 triệu đồng một tháng với thời hạn linh hoạt. Mặt bằng trên phố Hàng Bạc giảm còn 75 triệu một tháng. Những con đường mua sắm ở quận Đống Đa như xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc cũng giảm giá còn 80 triệu một tháng. Trong tình hình hiện nay, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Việt Nam đang bước vào giai đoạn phòng chống dịch dài hơi hơn, đặc biệt chưa tiếp nhận du khách quốc tế nhằm đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thủ tướng chỉ đạo chưa tiếp nhận khách du lịch nước ngoài, các địa phương quyết định việc mở cửa đón du khách trong nước với điều kiện bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Việt Nam Airlines làm đầu mối tổ chức các chuyến bay đưa người Việt Nam về nước với cơ chế tự trang trải bằng chế độ bán vé. Mặc dù cầu về nhà ở giá thấp rất lớn nhưng do không đem lại lợi nhuận cao nên các doanh nghiệp chỉ tập trung vào phân khúc nhà ở chung và cao cấp gây ra tình trạng dư thừa. Bộ Xây dựng cho biết sẽ kiểm soát chặt việc cấp phép các dự án bất động sản chung và cao cấp. Nhu cầu nhà ở thuộc phân khúc trung và cao cấp, giá từ 25 triệu đồng một mét vuông trở lên, chỉ chiếm khoảng từ 20 đến 30% thị trường, tập trung ở các đô thị lớn đang dư thừa, rất ít giao dịch. Trong khi nhu cầu phân khúc nhà ở bình dân dưới 25 triệu đồng một mét vuông, chiếm từ 70 đến 80% thị trường, nhưng nguồn cung hiện nay lại đang thiếu, khiến thị trường bất động sản bất ổn. Chỉ chưa đầy một tuần dừng cách ly xã hội, đường xã Hà Nội đã lâm vào cảnh ùn tắc trở lại. Để khắc phục tình trạng giao thông hiện nay và triển khai các biện pháp để thực hiện tốt chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội đề xuất cấm các hàng quán không thiết yếu mở cửa trước 9 giờ sáng. Điều đáng lo ngại nhất là giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội quá đông, khiến người dân không bảo đảm khoảng cách 1 mét theo chỉ thị 19 khi dùng đèn đỏ, có thể lây nhiễm rộng. Do đó, Hà Nội đề xuất các cửa hàng không thiết yếu như thời trang, mỹ phẩm mở cửa sau 9 giờ và không giới hạn giờ đóng cửa. Nếu được ban hành, quy định này sẽ kéo dài đến hết tháng 12 năm 2020. Thưa quý vị, nhiệm sống kinh tế phát sóng lúc 20 giờ 15 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân, đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.